cho nói cho mọi người nghe, làm chứng cho mọi người nghe. Lúc mà Chúa bó tay, Chúa bó tay không? Chúa bó tay không? Dường như lúc chúng ta cầu nguyện, lúc chúng ta cầu xin, mình cảm thấy Chúa bó tay, dường như mình cảm thấy Chúa làm ngơ, dường như mình cảm thấy là Chúa đi ngủ mất rồi. Nhưng cái tin vững chắc, lòng tin khác là cứ gõ, cứ tìm, cứ xin. Vì ai xin thì sẽ, ai tìm thì sẽ, ai gõ thì sẽ. Con tìm cái gì, tìm cái gì, gõ cái gì, chia sẻ cho mọi người. Dạ, con xin kính chào cha và toàn thể cộng đoàn. Con là Teresa Trần Thị Ngọc Phương. Con 37 tuổi. Con ở phường Tam Hòa, biên hòa Đồng Nai, thuộc giáo xứ Bùi Đức. Dạ, con nhận được, cảm nhận được lòng thương xót Chúa bao la lắm cha. Chúa đã ban tặng cho con một đứa con, mà trong khi đó là con đã có ba đứa con rồi. Một ngày hôm đó thì tự nhiên buổi sáng thì nhìn hai vợ chồng con đi bán về, xong rồi em chồng con thì nó lại lên trên mạng, nó thấy một đứa bé là nói là xin cho, là kiếm người cho, thì tự nhiên hai vợ chồng con gạt hết mọi tất cả công việc đi, thế là chạy lên bệnh viện ở trên Đa Khoa Long Khánh đó cha. Thì người ta nói nếu mà bây giờ mà lên trễ một tiếng thì người ta sẽ bỏ, người ta đi về. Thì hai vợ chồng con nó tức tốc tự nhiên cứ chạy đi lên. Và bé về thì khi đưa về thì người ta cũng đưa xe cho hai vợ chồng con về, chở bé về tới tận nhà thì con cũng chỉ. Con nói đó, bây giờ nhà con ở đây, nếu như mà có suy nghĩ lại á, thì đi lên đón bé về để cho bé có gia đình, có mẹ. Đấy, thế là con đem về con nuôi bé. Thì về nuôi thì con cứ nghĩ là con đem bé về thì con nghĩ là con từ từ rồi con lên con trình với cha, con đưa lên cha để cho có cái trung tâm nào đó để cho nuôi bé. Xong cái tự nhiên một hai ngày sau thấy thương quá, cái không đem để lại nuôi luôn. Xong rồi cái chồng con mới đi làm giấy tờ để nuôi bé luôn, làm con ruột luôn. Thế là mà đi làm không có được cha, thế là phường xã rồi người ta làm khó khăn không làm được. Thế là con về con cứ nhìn bé con khóc con cầu. Thế là con với chồng con mới đọc kinh cầu nguyện, dâng bé lên trên cái ảnh lòng Chúa thương xót á. Con nói với Chúa là Chúa ơi, bây giờ Chúa trao cho con bé như vậy mà con không có làm được giấy tờ để mà làm bố mẹ đích thực để cho bé có giấy tờ để ăn học, thì bây giờ Chúa kiếm cách nào Chúa giúp con để cho bé trở lại về với lại gia đình bé. Thế là con hai vợ chồng con dâng bé xong thì tự nhiên có ý nghĩ là điện thoại cho mẹ bé, cho gia đình bé. Thế là con điện thoại thì mẹ của bé nói là cũng thương con mà bây giờ vì hoàn cảnh như thế nào là không có nuôi được, thì để bé bàn lại với gia đình. Thế là xong rồi qua sáng ngày mai thì tự nhiên mẹ bé điện thoại cho hai vợ chồng con, nói là bây giờ quyết định nuôi bé nhưng mà không nuôi được ở trên nhà. Thì con bảo là thôi bây giờ cứ xuống với nhà con đi, con lo cho hết, lo cho mẹ rồi lo cho con luôn. Thế là được mười mấy ngày sau thì mẹ bé với gia đình bé chở mẹ với lại bà ngoại rồi xuống, thấy gặp bé khóc quá trời luôn cha. Thế là từ đó đi là con nuôi, con lo cho chăm cho hai mẹ con luôn. Nay bé được hơn 3 tháng rồi cha. Xong rồi một ơn bé có ơi có bé ơi cha anh ơi. Lê Phạm Quốc Danh, con của lòng thương xót. Thưa chị em, nếu mà ta thấy cái cửa của lòng thương xót không mở ra thì đứa bé này nó đâu còn sống được đến ngày hôm nay. Cho nên Chúa nói là hãy gõ thì sẽ mở. Cửa của mỗi người chúng ta, cái cửa lòng thương xót là cửa lòng của mỗi người có dám mở ra hay không để nghe tiếng kêu cầu, kêu xin của tha nhân, những người cần sự giúp đỡ của ta. Nếu cái cửa lòng thương xót, còn là
con là gì của anh em? Dạ, con là vợ. Nếu cái cửa lòng thương xót không mở ra, còn con tên là gì? Dạ, con là Phạm Vũ Dũng, con ở giáo xứ Bùi Đức ạ. Con 34 tuổi ạ. Dạ. Con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người? Dạ, nếu nói về ơn của Chúa thì con nhiều lắm cha, con không biết kể được làm sao mà, nhưng mà con chỉ nói là rất là nhiều ơn Chúa để cho con cảm nhận là nhiều quá, con xúc động quá, con không nói được cha. Con xin con kể dùng chồng con. Dạ, một ơn thứ hai nữa là cách đây khoảng chừng cũng 3-4 tháng đó cha, anh rể của con nó bị bệnh tiểu đường mà nặng lắm, bác sĩ chê rồi, bác sĩ bó tay rồi, xong rồi đã vậy anh con lại bị cái vết thương á, mà mổ này mấy năm bị gãy chân mà mấy năm rồi bắt ốc, xong rồi bây giờ cái vết thương nó nhiễm trùng mà không có lành, thế là đưa lên bệnh viện Thánh Tâm á, xong rồi bác sĩ nói là bây giờ phải mổ để hút mủ ra, xong rồi bác sĩ nói là bây giờ mổ là có nguy cơ là không có tỉnh luôn đó cha, coi như là tại vì ảnh quá yếu rồi. Cái ảnh cứ một hai là muốn gặp hai vợ chồng con để nhờ con nhắn tin cho cha để cầu nguyện cho ảnh. Xong rồi cái con cũng đi lên thăm ảnh, xong rồi nhắn tin cho cha thì cũng được cha trả lời, cha nói là cứ yên tâm đi để cha cầu nguyện cho. Thế là mổ xong cái là sáng mai cái là hỏi thăm thì nói là ảnh đã tỉnh đã khỏe. Xong rồi cái một hai bữa sau cái bác sĩ Thánh Tâm lại chê, nói là bây giờ yếu quá rồi đưa lên Chợ Rẫy. Xong rồi nhà con lại lo quá, chồng con lại nhắn tin cho cha, thế là xin cha cầu nguyện cho, cha cũng trả lời. Xong rồi cái đi đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy, cái tự nhiên Chợ Rẫy nói là nằm một hai ngày, Chợ Rẫy nói là đâu có bị cái gì đâu mà đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy, nó khỏe bình thường mà, thế lại đưa về Thánh Tâm. Xong Thánh Tâm một hai ngày sau lại đưa về, mà vết thương không gì hết cha, xong về nhà tự động từ từ cái lành, xong rồi cái giờ đạp xe đạp đi bình thường, giờ khỏe lắm cha. Rồi, con có muốn là chia sẻ một đơn nào cho chồng con? Con nói được chưa? Vẫn còn xúc động chưa chị ạ? Nếu mà nói ơn thì hai ơn gần đây là con thấy nhá. Còn cái ơn mà hai vợ chồng con nhận được có thì lâu lắm rồi cha, mà bây giờ con cũng xin chia sẻ luôn. Chúa đã cứu con của con, nếu mà không nhờ Chúa cứu thì bây giờ con nó cũng chết lâu rồi. Thì hồi đó con bé trai là được 10 tuổi á cha. Thì bé được 6 tháng thì con nó có căng cái bẩm á cha, ngay từ bên cái cửa sổ qua cái tủ. Xong cái con căng cho nó nằm mấy ngày rồi mà không có sao á. Cái bà chị gái con bả đi bán về, bả thấy cưng quá, bả đè lên bả nực. Thế là chị con nực thì cái tủ nó cứ sập xuống. Nực ghê vậy. Đè lên á cha, đè lên cái bẩm, xong cái tủ quần áo nó nặng lắm, sập xuống thì con từ bên nhà ngoài con chạy về, con thấy cái tủ sập cái con chạy luôn, con chạy qua bên nhà mẹ, con không dám nhìn. Con phải nằm lên cái tủ sập phải bỏ chạy. Mà con thấy là con sợ quá, tại vì con thấy máu hay gì là con sợ lắm, con bỏ con chạy qua bên má con khóc, con chạy qua con đứng thì xong cái con lại thấy con nó khóc, cái bắt đầu con chạy về thấy mồm con toàn là máu không, mà con bế con lên, thế là lật đưa đi bệnh viện, mà cha biết không? Đúng là Chúa cứu con, nếu mà không có Chúa thì con chết. Cái nồi tre thì con để trên đầu tủ. Khi mà cái tủ nó sập xuống thì cái nồi nó rớt xuống, xong nó mới chụp mình bé lại. Chứ không là chắc con nó bẹp luôn đó cha. Tại vì ở ngoài đường người ta nghe một cái lồng to lắm, cái tủ rất là nặng. Mà nếu mà không có cái nồi đó nó cầm lên thì chắc con nó xẹp rét luôn. Thưa chị em, tấm lòng của cặp vợ chồng này đã mở ra cái cửa lòng thương xót của mỗi người, mở ra để đón nhận cái mảnh đời bất hạnh mà một em bé ngồi ngáp, có chuyện là tôi đi xuống rồi ngáp rồi đi xuống.